Xin chào quý bà con, mình là Ly. Ngày hôm nay Ly xin phép được chia sẻ cho quý bà con chúng ta về top loại cây giống, cây to nha bà con, đang có tại trung tâm cây giống luôn. Cây đầu tiên cũng giống như là cây trước màn hình mấy anh đang trồng ở đây á, là cây này là cây trà là này là trà là ba hy, trái vàng nha. Đó. Cây to, cây lỡ, cây trôi, trà là mà quý bà con chúng ta mà trồng chăm sóc tốt á, thì thời gian 4 năm thì bắt đầu nó sẽ ra trái. Trà là ba hy trái vàng thì nó sẽ ra trái 1 năm một vụ thôi. Còn trà là Khonasi trái đỏ thì hầu như là nó sẽ ra trái quanh năm. Nếu anh chị nào chúng ta muốn trồng cây trà là mà ra trái màu vàng thì chúng ta trồng trà là ba hy trái vàng ha. Còn cô chú anh chị nào muốn trồng trái màu đỏ ra trái quanh năm ha, màu sắc nó đẹp thì chúng ta trồng trà là Khonasi trái đỏ nha bà con. Trà là Khonasi trái đỏ thì cái cây của chúng ta lúc nào nó cũng có trái hết trơn, nó có buồn ha. Rồi giá thành cái trái thì nó hầu như nó bằng hoặc là nó cao hơn trà là ba hy trái vàng, nhưng mà giá cây giống thì nó lại rẻ hơn nha bà con. Quý bà con chúng ta lưu ý ha. Rồi tới cái cây thứ hai, cây thứ hai Ly muốn chia sẻ đó chính là cây Sabo Mexico nè. Sabo Mexico. Sabo Mexico bên Ly có cây to ha, cây to đang trồng chậu nè. Đó, cây to đang trồng chậu. Cây như vậy thì quý bà con chúng ta đặt xuống nuôi dưỡng ổn định ha. Tầm khoảng là 3 đến 4 tháng thì cây nó sẽ tượng hình trái thôi. Rất là dễ đậu trái. Cây này đã có trái rồi á. Đây, cây Sabo Mexico. Sabo Mexico thì khá là dễ trồng rồi. Chúng ta cũng có thể là trồng trên vùng đất đồi nè, vùng đất bị nước mặn á, thì chúng ta cũng có thể là trồng được luôn. Hoặc là dùng đất phèn ha, miền Bắc thì chúng ta cũng có thể là trồng được luôn. Đây là cái trái đây ha. Đây, đây là cái trái của cây Sabo Mexico. Đó, trái tròn. Thể loại trái nó tròn tròn nè. Trái nó tròn và nó sẽ cục. Còn thể loại Sabo Cần Thơ thì trái nó sẽ dài nha. Đây, trái nó tròn tròn nè. Ít cám. Trong ruột thì nó sẽ màu đỏ nâu, ăn cực kỳ ngon ha. Rồi cây tiếp theo là cây me Thái. Me Thái nó khi nó đi cơi đọt thì nó sẽ ra sắc tố màu đỏ đỏ giống như vậy nha bà con. Đây, sắc tố màu đỏ đỏ nè. Cái cây me chua thì nó sẽ ra màu xanh nha, màu xanh vàng chứ nó không có màu đỏ hồng giống như vậy nha bà con. Bên Ly có cây to cây lỡ nè. Cây to cây lỡ ha. Cây cao khoảng 1,5 m gì đó. Đang nhú bông ra nè. Đó, cây nó đang nhú bông ra. Đây đang nhú những cái bông nghe nè. Me lúc này thì nó đang vào mùa rồi nha bà con. Cuối tháng 10 thì chúng ta bắt đầu thu hoạch được. Như thấy cây to. Cây như vậy xuống trồng thì năm sau thì chúng ta lấy trái được rồi. Mùa này thì nó sẽ ít trái, giống như là cây này quý bà con chúng ta lấy về thì nó hơi ít trái. Nó vẫn đậu nhưng mà nó sẽ ít, còn mùa sau thì trái nó sẽ nhiều hơn. À, me Thái. Hoa nè. Quý bà con chúng ta thấy không? Ly nuôi trong cái chậu bé bé thôi nhưng mà hoa nó ra rất là nhiều. Hoa nó ra ngoài nè, ngay cái đầu đọt nè. Đây đó, dưới đây nữa nè. Rồi trên đây nữa nè. Cây này khá là nhiều bông nhiều hoa đây ha. Bên đây nữa à, có tượng hình trái luôn rồi nè. Đây có tượng hình trái luôn nè, quý bà con chúng ta thấy không? Cây này nhiều hoa lắm, nó đậu dưới đây luôn nè. Me Thái thì chúng ta trồng khi nó dốt bột á, thì chúng ta ăn chua chua ngọt ngọt ha, vẫn có vị chua nha, mà vị chua nhẹ ha bà con. Rồi khi nó dốt hẳn luôn thì chúng ta ăn thì nó sẽ có vị ngọt nhiều hơn. Đây, đang nhú tược đọt lên, bầu rễ ổn định hết rồi. Đây nó ra bông nè, nuôi thậm chí là nó ra bông đây ha. Đây những cái bông của cây me Thái nè, số lượng thì còn rất là nhiều nha bà con. Là cây tiếp theo đi chia sẻ rồi. Rồi tới cây tiếp theo nữa, đó chính là cây bồng bon Thái. Đây cây bồng bon Thái nè. Bên Ly đang dăm ủ ở trong cái bồn ha. Đang dăm ủ trong cái bồn to to nè. Đây là trái đây. Đó, trái bồng bon Thái. Bồng bon Thái thì ăn cực kỳ ngon, giàu dinh dưỡng nha, giàu vitamin ha bà con. Ly cũng rất là thích ăn cây bồng bon Thái. Bồng bon Thái thì nó sẽ đang thành chùm. Nó mọc thành chùm như vậy á, một chùm của nó có thể là từ 300 g đến 1 kg luôn, tùy theo công của chúng ta chăm sóc nữa nha. Và chúng ta trồng chỉ trong vòng là 2 năm rưỡi đến 3 năm thì nó sẽ bắt đầu ra trái rồi. Rồi tới cái cây tiếp theo nữa, đó chính là cái cây cam sòn. Đây cây cam sòn trên cây đang sẵn trái luôn nè. Cây này lúc trước thì có 2 trái nhưng mà chín Ly ăn hết trái rồi. Cực kỳ ngọt luôn nha bà con. Đây là cái trái cái cam sòn này. Quý bà con chúng ta nhìn ở dưới đất nó có cái núm ruồi này ha. Đó, nó có cái núm ruồi nè. Trái này cũng gần già rồi. Nhưng mà Ly để lại một trái trên cây. Cây này cái hoành to lắm rồi, hoành to lắm. Đây nha, đó cam sòn. Rồi tới cái cây tiếp theo, cái cây tiếp theo đó chính là cây nhãn lông tím nha. Đây nhãn lông tím nè, nhãn lông tím cây nó đang hoa. Đây là những cái hoa của cây đây ha. Đó, những cái con ong nó đang thụ phấn cho bông nè. Đó
quý bà con chúng ta thấy không? Đó, những con ong này ha, nó bu lại nó thụ phấn nha. Nó bu ở trên cái bông này, nó sẽ nhảy qua cái bông bên đây. Đó, rồi cái con bên đây nó nhảy lại bên đây thì nó sẽ tự ra trái luôn. Chúng ta không có cần can thiệp làm trái gì hết. Nhãn lồng tím này thì nó sẽ ra được nhiều mùa trên năm nha. Cây này thì Ly ăn thu hoạch cũng rất là nhiều chùm rồi đó. Nhưng mà trên cây thì nó còn hoa sum xê này ha. Hoa sum xê trên cây luôn. Có những cái trái non nó tưởng tượng rồi nè. Cái bông nó cũng màu tím, cái lá nó cũng màu tím và cái trái nó ra cũng màu tím luôn nha. Còn giá bán thì là 1,2 triệu trên một cây. Nhãn lồng tím. Có những cái cây dáng đẹp lắm nha bà con. Đó, dáng tròn đẹp ha, một thân một cốt đi lên nè. Quý bà con chúng ta về trồng chậu cây này cũng rất là xinh ha. Rồi, cái cây bên đây là cây nhãn xuồng tím nè. Nhãn xuồng tím thì cái lá nó, quý bà con chúng ta nhìn thấy cái lá nó vẫn màu tím ha. Vẫn màu tím nhưng mà màu tím mơ mơ. Màu tím nó hơi lợt hơn là cái cây nhãn lồng tím của chúng ta ha. Đó, nó cũng ra sắc tố màu tím nữa nha. Quý bà con chúng ta mua nhãn xuồng tím thì chúng ta phải lưu ý ha, nó cũng có sắc tố màu tím. Nhãn xuồng tím thì ăn nó sẽ giòn, nó sẽ giòn hơn nhãn lồng tím và cái màu sắc thì nó không có giống như là nó không có đỏ đậm, nó không có đỏ đậm giống như là cái nhãn lồng tím. Chúng ta trồng chậu ha, trồng vườn, trồng trang trí thì chúng ta lấy nhãn lồng tím, còn chúng ta trồng ăn ha. Trồng ăn, trồng kinh tế thì chúng ta lấy nhãn xuồng tím thì nó sẽ ngon hơn. Rồi, tới cây tiếp theo nữa đó chính là cây na Đài Loan nè. Na Đài Loan trên cây đang sẵn trái luôn. Đây một trái, đây một trái. Đó, cây đang sẵn trái, cây na Đài Loan. Cây này chỉ có vài trăm thôi. Trái nè. Đây là trái na Đài Loan ha. Na thì ăn rất là giàu dinh dưỡng nha. Còn đây là cây cherry, cherry bergasin. Cherry bergasin chứ không phải là cherry Mỹ nha quý bà con, chúng ta đừng lầm tưởng nha. Cherry Gassin thì chúng ta ăn thì nó không ngon bằng cherry Mỹ, nhưng mà nó cũng thuộc loại là cây độc lạ ha. Rồi tới cái cây nhãn này là nhãn xuồng tím, nhãn xuồng cơm vàng, Ly xin lỗi, nhãn xuồng cơm vàng. Đó, cây cũng đang trái nè. Vài trăm ngàn trên một cây thế ha. Đó, nhãn xuồng cơm vàng. Và đây là táo thái xanh, cây to cây lỡ nha. Nhãn xuồng cơm vàng thì bên đi còn số lượng cũng rất là nhiều. Rồi có nhãn lâm phụng châu, nhãn lâm phụng châu cây to nè, nhãn lâm phụng châu cây to. Nhãn lâm phụng châu thì bên Ly đang cung cấp, cây giống nhỏ thì là 120, còn cây to thì tùy theo cây nữa nha bà con. Bên Ly có cây to nè, anh chị nào chúng ta thích ăn nhãn ha thì chúng ta không bỏ qua cây nhãn lâm phụng châu nha, ăn rất là ngon nha bà con, ăn cực kỳ ngon luôn. Đây là cái trái nhãn lâm tím nè, Ly quay cho quý bà con chúng ta xem ha. Đó trái nè, bên Ly cũng có trồng nữa nè, trồng trong chậu. Cây này thì bên Ly sẽ ghép là hai thân nha. Nhánh bên kia là nhãn lồng tím, còn cái nhánh bên đây là nhãn lâm phụng châu. Đây, nhánh bên đây là nhãn lâm phụng châu nè, cái bo bên đây là nhãn lâm phụng châu nha. Ly sẽ ghép thành hai phía ha, hai phía hai bên một cây, nhưng mà nó sẽ ra hai thứ trái, cũng khá là lạ hả bà con, có trái vàng có trái đỏ. Rồi tới cây tiếp theo nữa là cây nhãn, cây bưởi da xanh. Bưởi da xanh trên cây đang sẵn trái, bên Ly có cây nhỏ hơn cũng đang sẵn trái nữa nha. Cái lô bưởi da xanh, cái lô bưởi da xanh cây nhỏ nhỏ. Lô bưởi da xanh này, cây này là 1 triệu trên một cây. Đây, đang sẵn trái luôn. Cây to nha, cây to ha. Lấy cây giống về thì có trái xài ngay luôn, và đặc biệt thiết kế sân vườn rất là đẹp nha bà con. Trồng thiết kế sân vườn rất là đẹp. Cây đang hoa đang bông nữa nè, 1 triệu trên một cây. Đây. Còn nhiều loại cây lắm, bên Ly chưa đem về dựa thôi. Nơi đây là cái bãi mới của bên trung tâm cây giống nha, mới mở thêm một bãi này để dựa cây to, cây trôi, cây lỡ á, cây để rút ngắn thời gian cho quý bà con chúng ta đầu tư. Rồi tới cây tiếp theo nữa, cái lô này thì rẻ hơn nè, lô này thì có 500 hay 600 ngàn gì á, Ly quên rồi ta. 500 hay 600 gì đó, cũng đang cho trái luôn nha. Đây, ngoài này là cây mận hồng sốt răng, còn gọi là MST ha bà con. Cây trôi nè, cây trôi cây to ha. Rồi, nhóm này là nhóm lựu đỏ Ấn Độ. Nhóm lựu đỏ Ấn Độ cái đợt này thì có trái luôn nè. Có trái luôn, nhưng mà Ly gửi đi thì Ly sẽ cắt ngọn nha. Mới vừa nhập về đang dưỡng lại ha bà con. Đang dưỡng lại.
đang dưỡng lại thôi. Còn khá là nhiều loại cây nữa, Ly chưa cập nhật chú ý bà con chúng ta thôi. Có lô vải không hạt đó nha, lô vải không hạt cây to cây chơi nữa, đang nhập về số lượng nhiều lắm. Thì Ly sẽ chắc hết cái bãi này nè, thì Ly sẽ quay một lần cho quý bà con chúng ta xem. Thì ngày hôm nay Ly sẽ cập nhật cho quý bà con chúng ta bao nhiêu loại cây đó thôi ha. Thì một lần nữa Ly xin thay mặt trung tâm cây giống gửi lời chúc sức khỏe và lời chúc bình an. Thì bên trung tâm cây giống là đơn vị cung cấp cây giống cũng như là hỗ trợ kỹ thuật trồng, hỗ trợ kỹ thuật làm trái nè. Ha, có trồng cây trực tiếp tại vườn và có lắp đặt luôn cái hệ thống tưới. Nếu như cô chú anh chị là chúng ta có nhu cầu thì cứ việc gọi vào hai số điện thoại hiện trên màn hình để bên trung tâm cây giống trả lời và tư vấn cho quý bà con chúng ta một cách nhanh hơn và tốt hơn nha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.